Trang cá nhân của Jeff Risa vừa cập nhật tình hình. Vài giờ trước, Jeffrey và Daniel bị tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Chiếc xe bị lật 3 lần sau khi va vào lớp băng đen. Trong ảnh, Jeffrey nằm trên giường bệnh, phải đeo nẹp cổ. Bạn của anh, Daniel Luca, người ngồi cùng xe với anh khi tai nạn xảy ra, ở bên cạnh nắm tay. Bài đăng trên trang cá nhân của Jeffrey thật viết thêm. Chúng tôi sẽ cập nhật tiếp khi bác sĩ cung cấp thêm thông tin. Thật may mắn vì cả hai còn sống. Cảnh sát đội tuần tra cao tốc Wyoming cho biết họ được báo cáo về vụ tai nạn khoảng 8 giờ 30 phút sáng 16 tháng 4. Thời điểm xảy ra tai nạn, Jeffrey và một người khác đang lái xe thì bị mất lái, lao ra khỏi lòng đường và bị lật. Jeffrey là người lái xe. Cả hai người đều thắt dây an toàn. Trang Kit Seymour cho biết Jeffrey Star đang trong tình trạng ổn định và được điều trị tại trung tâm y tế Wyoming. Ông Hoàng Trang điểm dành nhiều thời gian ở Wyoming sau khi mua được một ngôi nhà tại đây vào năm ngoái. Anh viết trên trang cá nhân về nơi ở mới của mình. Tôi yêu sự riêng tư nơi đây. Tôi thích nhìn ngắm thiên nhiên và tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp. Jeffrey Star sinh năm 1985, là nghệ sĩ trang điểm, doanh nhân người Mỹ. Jeffrey là một beauty boy được biết đến với khả năng make up thần sầu. Anh sáng lập thương hiệu mỹ phẩm mang tên mình Jeffrey Star Cosmetics năm 2014. Jeffrey Star sở hữu tài khoản 16,5 triệu người theo dõi trên YouTube. Trước đó, ông Hoàng trang điểm Jeffrey Star từng bị đồn cặp kè với Kanye West, một tài khoản TikTok nổi tiếng lan truyền tin đồn này, khiến tên của Jeffrey Star trở thành xu hướng tìm kiếm. Cô này năm ngoái đã quay một video cảnh mình liếm bồn cầu để ăn theo thử thách virus corona. Trong video, chụp màn hình một bài báo từ The Pacific nói rằng Kim Kardashian và Kanye West đang tiến tới ly hôn. Theo bài báo, Kim đã chấm dứt với Kanye và thuê luật sư Laura Wasser nổi tiếng chuyên phụ trách các vụ ly hôn của sao Hollywood. Một nguồn tin nói rằng Kim yêu cầu Kanye đến Wyoming để họ có thể sống tách biệt. Ava Louise nói rằng cô đã biết tin đồn về Kanye suốt nhiều tháng nên tin tức ly hôn không khiến cô ngạc nhiên. Cô tiết lộ thêm Kanye West đang cặp kè với một chuyên gia sắc đẹp rất nổi tiếng. Louise bấm like những bình luận đoán rằng chuyên gia sắc đẹp được đề cập chính là Jeffrey. Louise còn khẳng định cô có một người bạn là luật sư nổi tiếng ở Los Angeles đã gặp Kim vài tháng trước và được cung cấp bằng chứng về vụ vụng trộm giữa Kanye West và Jeffrey Star. Hơn 819.000 lượt thích và 78,3.000 lượt chia sẻ. Tin đồn nhanh chóng lan truyền khắp TikTok và Twitter. Tên của Jeffrey Star thăng trending trên Twitter. Một số tờ báo đã vào cuộc xác nhận, trong đó có E, cho biết một nguồn tin thân cận với Kim và Kanye hoàn toàn phủ nhận tuyên bố trên. Người này nói, tin đồn Jeffrey và Kanye hoàn toàn không phải sự thật. Khi những lời bàn tán tiếp tục lan truyền trên mạng, Jeffrey Star đã lên tiếng, nhưng anh lại đổ thêm dầu vào lửa thay vì dập tắt chúng. Sunday Service là buổi họp định kỳ nổi tiếng do Kanye West tổ chức, quy tụ những thành viên cùng tôn giáo với anh. Trên Instagram, beauty boy Jeffrey Star cũng chia sẻ đoạn video ở Wyoming nơi Kanye West sang sống và nói, tôi đang ở Wyoming xinh đẹp. Hôm nay tôi thức dậy và đó là một ngày thú vị. Trước đó, một nguồn tin khẳng định với NBC News rằng Kim và Kanye đang giải quyết các vấn đề về mối quan hệ và không có ai khác liên quan đến chuyện này. Trong khi tương lai hôn nhân của Kim Kardashian và Kanye West vẫn chưa rõ ràng thì hiện tại cả hai đã sống xa nhau. Nguồn tin cho biết, mối quan hệ đã xấu đến mức cả hai không còn ở bên nhau như một cặp vợ chồng suốt nhiều tháng qua. Họ chỉ gặp nhau vì các con, nhưng đã sống ly thân. Kim tin rằng cuộc hôn nhân đã kết thúc.